khoảng 13 giờ 30 ngày 30 tháng 3, tại nhà nghỉ Minh Ngọc, khu phố Xuân Đài, phường Đình Bảng, công an thành phố Từ Sơn phá chuyên án bắt quả tang Nguyễn Thị Đức, 45 tuổi ở khu phố Tư, phường Đồng Kỵ, có hành vi bán trái phép chân ma túy cho Nguyễn Văn Năm, 30 tuổi ở khu phố Phù Lộc, phường Phù Trần, thu giữ 12 túi ma túy đá, 24 viên ma túy ngựa và 220.000 đồng. Nằm trong kế hoạch đấu tranh chuyên án, cùng thời điểm trên, công an thành phố Từ Sơn bắt quả tang con riêng của chồng Đức là Quản Minh Tân, 23 tuổi, ở khu phố chùa Dận, phường Đình Bảng, có hành vi vận chuyển 1.400 viên ma túy tổng hợp và hai túi ma túy đá. Tổng khối lượng ma túy thu được của Đức và Tân khoảng hơn 200 gram. Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, các đối tượng núp bóng kinh doanh nhà nghỉ để bán lẻ ma túy cho các con nghiện. Xung quanh nhà nghỉ có bố trí camera giám sát và chỉ bán cho người quen. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.